Lão làng của Hai Di Lào, xuất thân nông dân, trình độ học vấn cấp 2, làm phục vụ bàn nhưng khiến chủ tịch 5 lần 7 lượt chiêu mộ. Vào tháng 9 năm 2018, Hai Di Lào chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Lúc này, tài sản của vợ chồng Trương Dũng, founder của Hai Di Lào, đã tăng vọt lên 60 tỷ đô la, biến họ trở thành tỷ phú tự thân giàu có. Đáng chú ý, một người khác cũng chiến thắng trong ngày hôm đó chính là Dương Lệ Quyên. Dương Lệ Quyên là một trong những nhân viên đầu tiên của Hai Di Lào, vốn là bồi bàn của công ty đã đổi đời thành tỷ phú. Theo thông tin từ Forbes, hiện người phụ nữ này đang sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ đô la và là một trong những giám đốc của tập đoàn Hai Di Lào. Khác với những người giàu có xuất phát điểm cao, Dương Lệ Quyên được sinh ra ở nông thôn. Cô bỏ học từ năm cấp 2, hoàn toàn là một tỷ phú tự thân. Đi từ chức vụ thấp nhất lên chức tổng giám đốc, Dương Lệ Quyên sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở tỉnh Tứ Xuyên. Trước cô còn có hai người anh trai. Khi Dương Lệ Quyên còn học trung học cơ sở, hai người anh trai của cô đều gặp thất bại trong kinh doanh. Điều này khiến gia đình vốn không giàu có lại càng thêm khó khăn. Dù rất ham học, nhưng lý tưởng của cô ấy lại là vô giá trị khi phải đối mặt với thực tế. Để phụ giúp gia đình, cô buộc phải gián đoạn việc học và đi làm thêm bên ngoài. Mặc dù chỉ là một phục vụ, Dương Lệ Quyên rất tham vọng. Không chỉ siêng năng, cô còn rất thông minh và hiếm khi mắc lỗi trong công việc. Không lâu sau đó, nỗ lực của Dương Lệ Quyên đã được đền đáp. Vào thời điểm đó, lương hàng tháng của nhân viên phục vụ chỉ khoảng 80 tệ, nhưng Dương Lệ Quyên lại có thể nhận được 120 tệ một tháng. Tại nhà hàng nơi Dương Lệ Quyên làm việc, cô gặp Trương Dũng, chủ của một nhà hàng lẩu. Thời gian đó, Trương Dũng thường đến các nhà hàng để ăn uống. Dần dần hai người thành quen, sự thông minh và cần cù của Dương Lệ Quyên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trương Dũng. Vì vậy, Trương Dũng đã ngỏ lời với Dương Lệ Quyên. Anh hỏi cô ấy, em có muốn làm việc trong một nhà hàng lẩu không? Mức lương cũng sẽ cao hơn trong một quán ăn như này. Đáng tiếc là lời mời của Trương Dũng đã bị từ chối bởi Dương Lệ Quyên đã làm việc ở đây khá lâu. Cô không muốn nghỉ việc, nhưng sau đó nhà hàng có nhiều biến động, Dương Lệ Quyên buộc phải cân nhắc một đường lui cho mình. Lúc này cô mới nghĩ đến Trương Dũng và đến nhà hàng lẩu với tâm lý muốn thử sức. Sự xuất hiện của cô đã được Trương Dũng chào đón nồng nhiệt. Vì đã có kinh nghiệm nên cô không cần thử việc. Cô đồng thời cũng là lứa nhân viên phục vụ đầu tiên ở Hai Di Lào. Sau một năm phát triển, quán lẩu đã trở nên phổ biến trong quận, mở rộng quy mô từ 4 bàn lên 20 bàn. Ông chủ Trương Dũng rất có trách nhiệm, tận tay chỉ dạy cho Dương Lệ Quyên và các nhân viên khác việc hình thành thói quen ghi nhật ký. Họ phải viết ra những điều tốt và xấu trong cách phục vụ của mình để sửa và tiến bộ hơn. Mặc dù rất tháo vát nhưng Dương Lệ Quyên cũng không phải người sắt. Cô cũng có lúc không chịu được áp lực, đặc biệt là trong lần đi Tây An vì áp lực quá lớn, lợi nhuận nhà hàng chi nhánh cho ra không lý tưởng. Dương Lệ Quyên đã rất suy sụp, cô vừa gọi điện thoại cho Trương Dũng vừa khóc. Anh Trương, em không chịu được áp lực nữa, em muốn xin nghỉ việc. Đầu dây bên kia là những lời an ủi, kinh doanh không tốt thì chúng ta từ từ làm, nhưng trốn tránh như vậy là không tốt đâu. Nhờ vào sự cổ vũ và khích lệ của Trương Dũng, Dương Lệ Quyên sốc lại tinh thần, kiên trì tới cùng. Sau cùng vươn tới vị trí quản lý rồi tới cổ đông, viết lại hướng đi cho cuộc đời mình. Năm 30 tuổi, Dương Lệ Quyên đã được thăng chức thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Hai Di Lào. 4 năm sau, cô tiếp quản điều hành tất cả các cửa hàng Hai Di Lào trên toàn quốc. Thậm chí cô còn đi đàm phán với đối tác nước ngoài với tư cách là đại diện của Hai Di Lào. Cô đã biến cuộc đời mình thành một câu chuyện đầy cảm hứng, chọn đúng sếp, có trách nhiệm và không ngừng học hỏi. Ba yếu tố này có vẻ đơn giản, nhưng chúng lại thường quyết định sự nghiệp của bạn sẽ tiến xa đến đâu.